cùng với chúng tôi tưởng nhớ đến thế hệ vĩ đại nhất, thế hệ của Thế chiến thứ hai 1945. Kính mời quý khách đến tham dự vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2015 tại Moore Federal Home. Ban tổ chức trân trọng kính mời.